Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thái Bình. Và hôm nay mình sẽ làm một cái video clip hướng dẫn các bạn cách tải ứng dụng trên Smart TV của Panasonic. Ví dụ như TV của các bạn là thông thường thì sẽ có những ứng dụng như YouTube và một số ứng dụng như Zing chẳng hạn, Zing MP3 hoặc một số ứng dụng khác. Bây giờ các bạn muốn thêm một ứng dụng về một cái trò game hoặc là những cái ứng dụng tiện ích như học hành của các em nhỏ thì các bạn phải tải như thế nào? Ví dụ như các bạn phải tải thêm bên Facebook này, Skype này, cập nhật những cái thông tin về tin tức, thông tin về giáo dục, các ứng dụng về phim truyện chẳng hạn. Đấy, một số ứng dụng về tin tức, thông tin giáo dục, về ứng dụng phim truyện thì phải làm như nào? Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tải ứng dụng trên Smart TV của Panasonic. Và bước đầu tiên thì các bạn nhấn nút Home ở trên cái bảng điều khiển, ở cái điều khiển từ xa của mình, các bạn nhấn nút Home để vào cái giao diện chính của bên TV Panasonic. Sau đó là bước thứ hai thì các bạn chọn đến cái ứng dụng App Store Market này. Đấy, là trong đấy là có cái gọi là cái cửa hàng ứng dụng, có ứng dụng trong đấy. Các bạn muốn tìm kiếm những ứng dụng nào thì các bạn có thể là gõ vào mục tìm kiếm, còn không thì nó sẽ trổ ra những ứng dụng miễn phí cho các bạn xem. Ở trong này khi mà mình vào được cái market ở trong này thì nó sẽ ra được rất là nhiều ứng dụng, ví dụ như video này, âm nhạc, thể thao, thiếu nhi, xã hội, tin tức thời tiết, sức khỏe và giáo dục. Đấy, nó có rất là nhiều ứng dụng. Thì hôm nay tôi sẽ tải một cái trò game để tôi làm ví dụ cho các bạn xem. Tôi sẽ tải cái trò game 4in này, 4in lâu này. Rồi, thì các bạn muốn tải ứng dụng nào thì các bạn chọn nó, chọn chính vào nó, sau đó là các bạn nhấn OK. Thì các bạn nhấn OK xong thì ứng dụng này nó sẽ ra một cái giao diện để các bạn tải miễn phí. Thì các bạn chọn một cái phần miễn phí đấy, chọn vào cái ô miễn phí cho tôi, sau đó các bạn nhấn OK, nó sẽ truy cập vào ứng dụng. Cái bước tiếp theo thì nó khi mà các bạn tải bất kỳ một ứng dụng nào thì các bạn phải có một cái tài khoản. Trường hợp mà các bạn chưa có tài khoản thì các bạn cũng sẽ tạo cho tôi một cái tài khoản mới, nó tương đối là đơn giản thôi, chỉ cần các bạn dùng cái địa chỉ email và có password email vào là mình sẽ đăng nhập vào cái tài khoản iCloud, cài đặt tài khoản My Home Cloud này. Đấy, thì các bạn đăng nhập cái tài khoản mật khẩu vào, ghi phần mật khẩu thì các bạn ghi mật khẩu ngày sinh, giới tính và quốc gia, sau đó là các bạn nhấn tạo mới tài khoản. Rồi, khi mà các bạn nhấn xong tạo mới tài khoản, bấm vào cái mục tạo mới tài khoản thì nó sẽ đăng ký các bạn, thì các bạn nhấn vào mục tiếp tục hộ tôi. Rồi, và để hoàn tất đăng ký thì các bạn nhấn vào tiếp tục một lần nữa, nó sẽ đăng ký xong cái tài khoản. Về cái khi mà các bạn nhấn tiếp tục xong thì các bạn nó sẽ ra một cái bảng là đăng ký hồ sơ và mã pin của bạn. Đấy, thì các bạn hãy đăng ký đúng cái hồ sơ, cái mã pin của bạn. Các bạn có thể nhấn hiển thị để các bạn dễ nhớ cái mã pin đấy, và cái tên người dùng thì các bạn điền cái tên người dùng, tên của mình vào, sau đó là các bạn nhấn tiếp tục. Không nhất thiết là các bạn có phải nhấn gõ đúng tên mình ấy. Đấy, trên đây thì là tạo một cái tài khoản ảo thôi để các bạn đăng ký được cái trò game thôi. Rồi, khi mà các bạn đã tạo xong được cái hồ sơ và mã pin của các bạn thì các bạn nhấn tiếp tục và nó sẽ hoàn thành. Lúc này thì sẽ hoàn thành cài đặt tài khoản của các bạn, thì các bạn chọn vào kết thúc. Và sau khi kết thúc xong thì nó sẽ tự động nó đăng nhập cái tài khoản và cái ứng dụng sẽ được tải về trên TV của các bạn. Các bạn có thể nhấn nút App để hiển thị cái danh sách ứng dụng và sử dụng cái ứng dụng mà mình yêu thích. Đó, bạn nhấn App vào trên điều khiển của tôi này, sau đó nó sẽ mở ứng dụng ra. Đấy, thì lúc này thì khi mà các bạn tải xong cái trò trò game như tôi vừa tải rồi, nó sẽ hiển thị ở trên cái ứng dụng
trên màn hình thì các bạn có thể vào các bạn chơi. Nó rất là đơn giản đúng không ạ? Thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn cách cài, cách tải một cái ứng dụng về để các bạn có thể là cài đặt thêm cái tiện ích của cái TV nhà mình. Vậy mình sẽ xin tạm dừng cái video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.